Chào các bạn, chào buổi sáng. Các bạn ơi, sáng hôm nay mình làm bánh ướt chay, mình ăn đi nha các bạn. Bánh ướt chay, thì đây có mấy miếng đậu hũ mình mới chiên xong nè các bạn. Đây là cà rốt mình ăn kèm nè, một ít giá, một ít hẹ và hành, còn củ hành mình bào sẵn ha. Đây là bánh tráng nè. Bánh tráng là bánh tráng vít xăng các bạn, cái bánh tráng nó dày chứ nó không có mỏng lắm. Của vít xăng làm ha. Thì trước hết mình bỏ vô đây một miếng dầu ô liu, mình phi hành trước để mà mình lót cái dĩa các bạn, mình phết với cái dĩa cho nó không có dính dĩa đó. Nhờ bắt bếp lên nè, phi hành trước nha các bạn. Mình ăn dầu ô liu, mình ăn chay, mình ăn cũng hơi kỹ một chút. Có dầu gì ăn dầu nấy nha các bạn, có dầu gì mình ăn dầu nấy. Bớt lửa lại, bỏ hành vô, hành phi, hơi có sốt, bớt lửa lại nha các bạn. Bớt còn có 400 rồi, tại vì cái nồi mình nó cũng hơi mỏng đó. Còn rau này một lát mình trụng xương để mà mình ăn với bánh ướt nha các bạn. Bắt đầu qua cái khâu bánh tráng đây nha các bạn. Thì đây mình tưới lên đây chút xíu dầu, mình không ăn dầu nhiều nhưng mà mình làm cho nó không có dính dĩa đó. Bánh ướt này là bánh ướt siêu nhanh, cấp tốc mà dễ ăn lắm các bạn. Thì nó cũng từ tinh bột thôi, nó cũng từ tinh bột ra thôi. Mình làm bằng bánh tráng đó. Mình thắng dầu trước để mà mình thoa lên cái dĩa ha. Rồi, đây là nước nè. Và đây là một cái mâm để mình cuốn 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 lại các bạn. Nước để bên ha, cái mâm để vào đây. Thì mình bỏ nè, mình bỏ vô đây mình ngâm, bỏ vô nước ngâm nha các bạn, ngâm chừng 3 phút là được rồi. Bánh tráng này nó dày lắm. Rửa tay sạch trước khi làm ha. Rửa tay sạch trước khi làm. Mình trở lại nè các bạn. Mấy cái dưới nó cũng mềm rồi nè. Đây, mình trải ra đây ha. Mình trải ra đây rồi mình cuốn lại các bạn. Mình chỉ cần gấp gấp lại thôi. Nếu ai mà ăn mà miếng nhỏ thì mình làm nhỏ nhỏ. Còn giờ mình làm gấp lại luôn nè các bạn ơi. Gấp lại nhì luôn nè. Để qua bên cái dĩa bên đây ha. Gấp lại cho nhỏ luôn, mình không có làm dài dài mà mình làm ngắn ngắn. Mình không khéo thì nó sẽ cuốn lại như thế này, cuốn lại như thế này mà không sao hết á. Đó. Đó. Nó gấp đôi lại sẵn trước cho mình nè. Thì các bạn cứ gấp lại theo ý của mình nha các bạn. Mình thì mình thích ăn nhỏ nhỏ vậy nè. Ngắn ngắn vậy nè. Gấp lại.
rửa tay sạch trước khi làm nha các bạn. Cái gì mình cũng phải rửa tay. Nè, mình thành từng miếng như thế này thôi. Này nó tới hai cái. Cái này nó tới hai cái dính đôi đó các bạn, mà mình thấy hai cái dính đôi thì nó ấy hơn, nó dày hơn một cái. Ngắn ngắn thôi. Lát mình làm hai cái nha các bạn. Làm hai cái mình thấy nó dày hơn. Còn một cái thì nó mỏng hơn. Các bạn cứ gấp như vậy ha. Các bạn ơi, mình làm xong một dĩa rồi nè các bạn. Mình chỉ nhúng nước mình gói lại thôi, mà bây giờ nó nở ra nó ráo lắm nha các bạn. Bây giờ mình hấp 5 phút. Bỏ cho cái sửng hấp 5 phút nè. Là có ăn liền. Trong khi mình hấp thì mình đi xào rau ha, mình đi luộc rau. Bắt lên đây luộc rau. Trong khi chờ hấp ở bên đây nè các bạn, hấp 5 phút thì mình bên đây mình trụng xương rau nha các bạn. Tắt bếp nè. Trụng xương thôi. Mình nhà mình có gì mình ăn lấy, có hẹ nè, có giá nè. Đáng lẽ gì thì phải ăn với rau thơm, mà không có rau thơm có hẹ, mình ăn hẹ nha các bạn. Có gì ăn lấy. Các bạn ơi, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Cái này mình hấp xong rồi nè các bạn. Mình để ra dĩa nha các bạn. Rồi rau mình cũng đã có sẵn rồi nè, mình sắp vô. Nước mắm mình làm sẵn, nước mắm chay nè. Đó, mình làm sẵn luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình ăn. Mình bày ra dĩa mình ăn nha. Trình bày ra dĩa nha các bạn. Bỏ bớt ra. Nó dẻo dữ lắm các bạn ơi. Nó dẻo cho nên mình mới cho mỡ hành vô. Đi mỡ hành vô nha. Mỡ hành vô trước đi. Cho nó bớt cái độ dính của nó đi. Nhà mình không có ăn mỡ, mình ăn dầu các bạn. Này là bánh chay. Chay nha. Để lên. Để lên. Đó. Nhỏ nhỏ chút nữa. Giờ mình gắp đậu hũ mình để lên nè. Bánh chay thì phải ăn với đậu hũ. Rồi ít cà rốt nha các bạn. Giá. Hẹ. Nhiều khi mình ăn rau nhiều lắm các bạn ơi. Hẹ cho nó có màu xanh ha. Đó. Rồi là mình được một cái dĩa bánh ướt chay rồi đó. Được dĩa bánh ướt chay rồi. Thực chất là dầu với hành chứ không có mỡ nha các bạn. Ăn chay mình đâu có ăn mỡ. Rồi bây giờ mình ăn thôi. Để này chính giữa được các bạn. Để chính giữa đi ha. Chụp hình cái là ăn đó. Mời các bạn ăn sáng với mình nha.